Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một công thức làm nước chấm nữa để các bạn ăn kèm với các món như là món chiên, món nướng, món hấp hoặc là luộc vân vân. Thì hôm nay mình làm nước chấm chua ngọt. Thì các bạn cũng biết nước chấm nó quyết định đến 50% sự thành công của một món ăn. Nếu như món ăn của các bạn có ngon đến mấy nhưng lại thiếu đi một chén nước chấm ăn kèm thì món ăn nó sẽ không trọn vẹn. Nó sẽ không ngon trọn vẹn, cũng như là khi mà mình ăn nước chấm nó ngon sẽ giúp cho chúng ta ăn ngon miệng hơn. Hôm nay mình làm nước chấm chua ngọt thì chuẩn bị các nguyên liệu cũng rất là đơn giản. Một quả chanh, ở đây là mình sử dụng là chanh không hạt. Nếu như các bạn sử dụng chanh có hạt thì các bạn phải bỏ đi cái phần hạt để tránh cho nước chấm nó bị đắng. 3 tép tỏi, một trái ớt hiểm và nửa trái ớt sừng không cay. Nó chỉ có cái vị the the thôi. Nếu như các bạn ăn được cay thì các bạn sẽ sử dụng hoàn toàn từ ớt hiểm. Tiếp theo nữa đó là đường. Và đây là nước mắm ngon xá sùng ha các bạn. Mình rất là thích ăn cái loại nước mắm này, bởi vì nó có cái vị rất là đậm đà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện công thức làm nước chấm chua ngọt này nhé. Đầu tiên, tỏi các bạn sẽ cắt nhỏ ra, để một chút nữa mình đi giã nó sẽ không có bị văng. 2 tép tỏi thì các bạn cắt nhỏ và 1 tép thì các bạn sẽ băm nhuyễn. Phần tỏi băm nhuyễn thì các bạn sẽ để riêng. Tương tự thì ớt các bạn cũng sẽ cắt nhỏ. Rồi, ớt sừng không cay thì các bạn sẽ bỏ đi cái phần hạt. Các bạn cũng băm nhuyễn. Bình thường khi mà mình làm nước chấm chua ngọt này thì mình hoàn toàn là giã bằng tay, chứ mình không băm nha các bạn. Nước mắm mà các bạn giã, nước chấm các bạn giã nó sẽ ngon hơn. Tuy nhiên thì để giúp cho chén nước chấm của mình nhìn nó đẹp mắt hơn, cho nên là mình đã băm một ít ớt hiểm. Mình băm một ít ớt sừng mình để riêng, cũng như là một tép tỏi mình băm mình để riêng. Để sau khi mà mình hoàn tất chén nước chấm thì mình cho lên trên mặt, nó sẽ đẹp ha. Còn bình thường khi mà mình ăn ở nhà thì mình giã hết, mình cho vào chén mình giã hết chứ mình không băm. Còn chanh thì các bạn sẽ bỏ đi vỏ bên ngoài. Hôm nay mình sẽ làm liều lượng nước mắm cũng tương đối cho nên mình sẽ sử dụng hết một quả chanh luôn. Quả chanh này nó cũng nhỏ chứ không to nha. Nếu như các bạn sử dụng quả chanh nó to thì có thể là các bạn sẽ giảm lại để tránh cho nước chấm nó bị quá chua. Chanh mình đã bỏ vỏ, một tép tỏi băm nhuyễn, ớt sừng bỏ hạt băm nhuyễn, ớt hiểm cắt nhỏ và 2 tép tỏi cắt nhỏ. Tiếp theo chuẩn bị ngay cho mình một chén sành, cho tỏi cắt nhỏ, ớt hiểm cắt nhỏ cho vào. Cho vào đây 5 muỗng cà phê đường. Muỗng cà phê là cái muỗng nhỏ như thế này nè các bạn, muỗng mà mình hay uống cà phê đó. Cho nên là bạn nào không biết thì hôm nay mình nói luôn ha. 2 nè, 3, 4, 5. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ giã ha, giã cho nó cái tỏi và ớt nó nát. Rồi như vậy là đường, tỏi, ớt mình đã giã nhuyễn được như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ lấy muối chanh, các bạn cho vào chén nước chấm luôn. Các bạn biết không, nước chấm á, nó dễ bị đắng là do thứ nhất là hạt chanh hoặc là do cái lõi trắng này nè. Cho nên là mình phải bỏ ra, mình chỉ lấy cái muối chanh thôi thì nước chấm của mình nó sẽ có cái vị chua nhưng mà không bị đắng nhé. Sau khi thử làm cái nước chấm này, mình thấy rất là ngon, cho nên là mình quyết định mình chia sẻ đến với các bạn. Các bạn cũng có thể là tùy ý tăng hoặc là giảm liều lượng chanh lại nhé. Nếu như các bạn không thích chua quá nhiều, chua ít thì các bạn giảm chanh lại. Mình cho hết luôn ha.
bởi vì chanh thì cũng có loại nó chua ít hoặc là chua nhiều nữa các bạn, cho nên là mình có thể là tùy ý mình tăng hoặc là giảm á. Rồi tiếp tục các bạn dùng chài hoặc các bạn giả cái muối chanh cho nó nát ra ha. Và các bạn nhớ là lúc này mình giả nhẹ hơn, nếu không là nó sẽ văng tung té luôn á. Sau khi chanh các bạn đã giả nát được như thế này, bây giờ thì cho vào đây 8 muỗng cà phê nước lọc, 8 muỗng nhỏ nước lọc ha các bạn. Rồi, các bạn nhớ là mình sẽ cho nước ấm nha. Nước ấm như vậy thì đường nó sẽ nhanh tan hơn. Rồi bây giờ các bạn khuấy cho đường nó tan. Các bạn nhớ là đường phải tan hoàn toàn thì khi mình cho tỏi, ớt băm vào thì nó mới nổi lên trên bề mặt. Nguyên tắc của làm nước chấm tỏi ớt, nước chấm chua ngọt thì các bạn nhớ là mình phải khuấy cho nó tan đường hoàn toàn. Nước chấm này các bạn cũng có thể là làm để mà mình ăn với món chả giò cũng phù hợp nha các bạn. Nhà mình thì thường hay làm nước chấm này để ăn với chả giò đó, rất là ngon. Sau khi đường đã tan hoàn toàn thì bây giờ các bạn không sử dụng muỗng cà phê nhỏ này nữa, mà các bạn sẽ sử dụng muỗng canh. Đây là muỗng canh, muỗng mình ăn cơm á, để mà mình đun nước mắm. Bây giờ cho vào đây 4 muỗng canh nước mắm ha. 1 2 3. Bởi vì nước mắm này cái vị của nó rất là đậm đà, cho nên là mình chỉ cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm thôi nha các bạn. Mình không có cho nhiều quá. Cho nhiều quá thì nó sẽ dễ bị mặn. Rồi mình cho vào đây là 3 muỗng canh nước mắm nha. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho tỏi băm và ớt băm nhuyễn vào, cho lên trên bề mặt để nước chấm nó thêm phần đẹp mắt ha. Rồi khuấy đều lên. Với mình thì một trái ớt hiểm là nó đã quá cay rồi các bạn, cho nên là bạn nào mà ăn cay giỏi hơn thì sử dụng hoàn toàn từ ớt hiểm nha. Mình ở đây là mình kết hợp thêm với ớt sừng không cay. Rồi như vậy là rất nhanh luôn, chỉ trong khoảng thời gian chưa đến 5 phút nữa thì chúng ta đã hoàn thành xong công thức làm nước chấm chua ngọt để các bạn ăn kèm với các món chiên, các món nướng hoặc là hấp, luộc đều rất là phù hợp. Đặc biệt là món chả giò thì các bạn ăn kèm với nước chấm chua ngọt này phải nói là ngon bá cháy và chét luôn. Mình chúc cho các bạn sẽ thành công, và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích hoặc là các bạn thử nghiệm công thức này thì các bạn hãy cho mình biết cảm nhận bằng cách là comment trực tiếp vào bên dưới cho mình nha. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như chia sẻ cho bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm nước mắm chua ngọt này nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại. Bye bye.